Hello, xin chào tất cả anh em. Đây dọn luôn con Wasino 50 rồi nha anh em. Cân bằng ok nha. Thích mê thì đẹp. Này nhẹ nhàng nha. Để răng không sắp nhông nha anh em. Tốc độ 2, 4, 6, 8, 10, 12 số. Theo máy thì có tay siết dao, tay siết chấu nha. Bấm 3 cháu lật nè, xuân 3 cháu lật nè. Thông số dài 1m6, bóng tâm 500, qua băng 370, qua dao 200, ngang băng 300, lỗ 33, mâm cặp 190, 3 cháu lật. Điện 3 pha 38 nha. Rồi bật máy, bật điện này. Rồi, thắng rồi. Thắng chơi thắng điện luôn nha anh em. Rồi. Ngoài là 3 nấc nha, trong 2 nấc. Trong này là giữa là mo nha, giữa là mo nè, còn kéo qua hết luôn. Đây. Trên nữa nè, có 6 số à. B. Chậm lên. Cái này là in mét nè, này là tự động nha. Cài cho tự động lên nha anh em. À, cái này đảo chiều nè, cái này đảo chiều tự động ha. Thôi bạn con ra, bạn con ra. Đấy, để gì đâu đấy. 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 Đảo đi. Đảo chiều. Nè, đảo chiều tự động nha anh em. Rồi. Dưới tự động dưới. Nhấp rồi đó. Rồi, coi đó. Con má khá là má nha. Đây là tính không dọn đây mà sao sẵn tiền dọn luôn nha anh em. Chốt hay lực nè. Hành trình 250 mới về nè nha. Con này 30 triệu. Và kênh Maro nè, 35 triệu nè.
tầm cao luôn, lỗ 63 như cho dai 30 luôn, AC 18.8-860 nè. Em xin kết thúc video ha, anh em nào làm thì liên hệ, chào tạm biệt anh em.